Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử. Em là Phong đây. Thì sau 3 ngày thì hiện tại em đã quay trở lại với anh chị để làm video này để chúng ta cùng nhau tìm hiểu cập nhật về thị trường cryptocurrency anh chị ha. Thì à, đầu tiên thì em muốn à, gửi gắm đến anh chị một vài lời đó là tất cả những cái nội dung ở trong video của tụi em đều không được xem là lời khuyên đầu tư và anh chị chỉ được xem nó như là à, những cái thông tin để chúng ta tham khảo và giải trí thôi anh à, chị ha. Thì đầu tiên chúng ta thấy được là trong thị trường vừa qua nó có quá nhiều là sự biến động nhưng mà biến động ở trong những cái khung thời gian rất là nhỏ thôi và cũng như là biến động không quá nhiều thì hiện tại Bitcoin đang nằm ở cái mức giá là 30.000 đô Lanh quanh ở khu vực này ở trong những ngày vừa qua. Uh, Ethereum thì vẫn như vậy cũng loanh quanh ở khu vực 1.700-1.800 đô không có quá nhiều sự thay đổi uh, và cũng như là BNB thì BNB vừa qua thì gặp một cái tin food ha anh chị ha tin food đó thì nó cũng tạo ra một cái cú đâm giá uh, khá là chóng mặt và cũng như là nó quét đi một lượng lớn thanh lý ở trên thị trường thì chúng ta thấy là BNB dính vào cái phút liên quan đến là rửa tiền và họ uh, và bên phía của Binance á, thì họ cũng có nói uh, những cái vấn đề liên quan là không có những cái thông tin đó và những thông tin đó không có cái sự xác minh và chính xác đó thì chúng ta cũng chỉ biết như vậy thôi thì lanh quanh như vậy thì uh, BNB cũng rơi lên rơi xuống nhưng mà thật sự là cũng không quá nhiều sự ảnh hưởng đến uh, BNB Cardano thì chúng ta thấy được là nó đang nằm ở cái mức là 0.6 đô la không nhiều sự thay đổi XRP tương tự như vậy 0.4 đô la. À Solana, Solana là một cái mạng lưới khá là tốt và tí nữa ở trong phần cuối gần cuối video này, thì em cũng sẽ nói thêm về Solana để chị có những cái góc nhìn à, nó rất là đẹp ha. Riêng về Solana thì riêng team à, cũng sẽ đưa nó vào một cái danh mục đầu tư dài hạn dưới 20 đô là cái mức mà team sẽ uh, cố gắng để gom nhiều nhất và cũng như là đối với dài hạn thì Solana một cái nền tảng, một cái hệ sinh thái rất là tiềm năng nha anh chị nha. Đó và cũng như là những cái đồng uh, Ancon khác thì nó cũng không có quá nhiều uh, cái sự chuyển biến trong những ngày vừa qua thì có trên link uh, thì ra cái tin uh, có những cái tin tức xung quanh đó thì nó cũng có sự tăng trưởng. Ờ, trong 24 giờ vừa qua thực sự cũng không nhiều đối với trên link đó là vừa qua là cập nhật sơ qua về giá cả trên chị thấy được về cái tổng quan thị trường chúng ta thấy được là uh, riêng về cái uh, tình hình về vốn hóa thì vốn hóa thị trường trong cái thời gian vừa qua nó không có quá nhiều sự thay đổi thật sự là như vậy chị có thể là uh, chúng ta zoom nhỏ lại uh, những cái khoảng thời gian đầu năm 2022 này chúng ta thấy được là khi mà có những cú đâm đến thời điểm hiện tại từ uh, khoảng tháng 4, tháng 5 đến bây giờ thì chúng ta không có quá nhiều sự chuyển biến về vốn hóa, không có tăng quá nhiều mà cũng như là không có giảm quá nhiều anh chị ha. Đó thì bây giờ chúng ta hãy trở lại với biểu đồ của Bitcoin. Thì đầu tiên, phần đầu tiên là em luôn luôn nói đến những cái chiến thuật những cái phương pháp để chúng ta phòng tránh về rủi ro khi chúng ta trade ở những khung ngắn hạn như là một giờ, hoặc là 2 giờ, 3 giờ và 4 giờ để anh chị có những cái góc nhìn và chúng ta trade nó an toàn hơn. Thì chúng ta thấy là trong 3 ngày hôm trước thì em có nói đến cái Phí volume profile thì anh chị thấy được là khi mà break cao ra thì chúng ta đã có một cái sự tăng trưởng lên đây và nếu anh chị lo ở đây anh chị đã ăn vẹt uh, thì nếu như anh chị lên đây và anh chị chốt lời theo cái Fibonacci thoái lui mà em có đề cập ở video hôm trước thì anh chị thấy được là nó đã uh, quanh khu vực 0.618 và 0.786 và sau đó là nó đâm mạnh xuống cái vùng hỗ trợ của chúng ta là 29.250 đô. Thì ở uh, trong trading á, thì chốt lời không bao giờ sai anh chị cả thì đối với những cái sự kiện trong thời gian vừa qua thì đối với team khi anh chị chơi uh, ở future á, mà 40 50 phần trăm chốt cũng không sai chốt cũng không sai chúng ta không cần phải đề cao quá cái mức tay ghét của chúng ta đâu anh chị bởi vì chúng ta thấy được là liên tục Bitcoin bị lạm giá như thế này đó nó cứ lên xuống lên xuống ở trong khu vực này cho nên là trong thời gian này nếu mà anh chị muốn trade thì anh chị hãy trade ở thứ nhất á, là quick lâu nè đó 31.700 đô và cũng như là những cái vùng hỗ trợ khác vùng đầu tiên là 29.250 đô và vùng thứ hai tám 28.600 đô nha anh chị nha thì đây là những cái khu vực mà chúng ta có thể trade lên trade xuống và chúng ta có thể là canh để mà chút lời thì đối với thời điểm hiện tại ở trong khung ngắn hạn một giờ chúng ta thấy được là gì bitcoin đang có dấu hiệu điều chỉnh và bắt đầu nén lại dần đúng không anh chị nếu như anh chị sử dụng indicator là cái chỉ báo về volume là cái chỉ báo đơn giản mà trước giờ chúng ta vẫn luôn luôn xài À, thì chúng ta sẽ thấy được cái khối lượng giao dịch của Bitcoin ở trong thời điểm hiện tại Nó đang nhỏ dần nhỏ dần và hầu như nó đang nén lại ở cái khu vực giá là 30.000 đô Và cũng như à, đây là cái khu vực đối lưu nha anh chị nha Khu vực đối lưu giữa cái range giá nhỏ trước đó chúng ta trade nè anh chị thấy nè Chúng ta đã trade ăn chín lần ở đây và chúng ta thấy được đây là cái khu vực đối lưu và trọng điểm ở đây Và nếu như chúng ta nhìn vào dữ liệu về bên Conlash thì chúng ta sẽ thấy một cái điều là gì Ở trong những lần trước đó khi mà Bitcoin có cái lực volume nhỏ đây anh chị thấy nè volume nhỏ nhỏ và tích lũy á nó đi rất là nhỏ ha tích lũy tích lũy tích lũy rất là bé và cũng như là cái lượng tiền bơm vào phái sinh open interest đối với bitcoin á thì nó cũng đi ngang và nó tích lũy ở đây vậy thì ở trong thời điểm hiện tại chúng ta cũng đang thấy được cái dấu hiệu này diễn ra đó chúng ta thấy được dấu hiệu là dòng tiền bơm vào phái sinh là bơm vào thị trường uh, future để lo hoặc xót á thì nó không quá nhiều và nó tích 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 ở đây để làm gì để nó nén lại và chúng ta sẽ xác nhận ở trong uh, thời gian khoảng 1 đến 2 ngày tới chúng ta sẽ có những cái xác định là nó sẽ bơm tiền vào thị trường để gì Thì trong thời điểm này đối với em Thì đối với vùng giá 30.000 đô này Khả năng rất là cao chúng ta sẽ có cái sự tăng trưởng ngược trở lên một lần nữa ở quanh khu vực quick low 31.700 đô anh chị ha thì anh chị có thể là kéo cái trên line này ra để chúng ta có thể là theo dõi nè đó chúng ta đang nằm ở trong một cái trên line có một cái cản trên line ở đây và nếu như cái dòng tiền tiếp tục tích ở trong những giờ tới những ngày tới á, thì nếu như mà nó tích tích dần tích dần và cũng như là có những tín hiệu break cao bắt test cũng như là tăng trưởng á, thì khu vực này là khu vực chúng ta có thể cân nhắc là một cái lệnh long nha anh chị nha. thì đối với cái khu vực này thì anh chị cũng có thể là sử dụng thêm một cái chỉ báo nữa là với screen volume profile kéo từ cái thời điểm trước đây khi mà có cú đâm sâu xuống khu vực hơn 27.000 đô á đến thời điểm bây giờ thì chúng ta thấy được là gì? chúng ta đang bám chặt ở POC là power control. đây là một cái dữ liệu rất là quan trọng và cũng là một cái vùng hỗ trợ trong thời điểm hiện tại khi mà giá cả luôn bám chặt cái đường BOC này để chạy thì nếu như mà anh chị muốn trade một cái lực lon ở trong thời gian tới nếu mà có những cái sự break cao thì anh chị hãy lưu ý là chúng ta sẽ chờ khi mà giá cả bung ra khỏi cái trên line này đụng đến cái vùng value area 2 sau đó bắt tết lại và cũng như là tăng một lần nữa thì thì khi mà nó xác nhận nó phá vỡ ra khu vực uh, VH này thì chúng ta có thể là canh một cái lệnh long uh, thì thời điểm này nó sẽ chắc chắn hơn và anh chị lưu ý chúng ta hãy đặt stop loss ở những cái đáy gần nhất ha, anh chị ha đối với những lệnh long này đây là những khu vực đáy gần nhất đó thì chúng ta có thể là đặt những stop loss để an toàn hơn cho cái túi tiền của chúng ta và nếu mà anh chị uh, trade những cái lệnh long này thì anh chị có thể là cân nhắc chúng ta có thể là chốt lời ở khu vực quick low hoặc là khu vực trước đó 31.300 đô đây là khu vực có sự kéo thanh lý rất tốt nha anh chị nha và cũng như là đây là cái vùng cản đã được uh, hai lần xảy ra và cũng như là có sự đẩy lùi giá trở ngược về thì đó là cái phương án trade đầu tiên của chúng ta khi chúng ta thấy được là uh, dấu hiệu nén và cũng như là những cái lần trước thì chúng ta thấy là khi mà dòng tiền bắt đầu nén lại đó thì chúng ta thấy được cái sự rất cao bắt tép cũng như là bum thì lần này tương tự như vậy anh chị hãy theo dõi cái khu vực này và chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định thật là chính xác khi mà có sự rất cao confirm và cũng như là tăng trưởng thật sự thì chúng ta sẽ bắt đầu vào một lệnh long ở đây thời điểm này nó sẽ an toàn hơn và cũng như là ở bên con Lash, Thì chúng ta có thể là theo dõi về cái tỷ lệ long sót anh chị ha Bitcoin Lo short Radio thì anh chị có thể là tham gia Và con less này để chúng ta có thể là theo dõi tỷ lệ này. Thì trong 24 giờ thì đây là cái khối lượng 24 giờ thì anh chị thấy được là từ Binance, FTX, Bitget, OKX rồi Bybit vân vân. À, thì tất cả những cái lượng à, phái sinh lớn hiện tại đang nằm ở phe short và phe short anh chị ha. Còn phe lo thì đang chiếm tỷ lệ từ 40 cho đến là 49%. Nó cũng có cái tỷ lệ rất là thấp so với phe short hiện tại. Anh chị thấy là cấu trúc của chúng ta đang là cấu trúc giảm dần, giảm dần, giảm dần, giảm dần. Như thế này, cho nên là rất là nhiều người đang nghĩ là chúng ta sẽ break ra khỏi khu vực này và đi xuống thật sâu. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại chúng ta cần phải quan sát thêm những cái tin tức nữa để chúng ta có xác định là khu vực này À, cái tam giác như thế này nó có phá vỡ đi xuống hay không thì thời điểm này chúng ta có thể là quan tâm đến thêm một chỉ số nữa mà trong thời gian vừa qua em thấy ở trên cộng đồng chúng ta cũng đang quan tâm rất là nhiều đó là united states inflation rate có nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở hoa kỳ thì chị thấy được là trong tháng tư chúng ta đang có cái mức lạm phát là 8.3 có sự giảm nhẹ so với tháng trước đó là tháng 3 anh chị ha đó trong tháng 3 thì chúng ta có tỷ lệ 8,5 tháng tư là 8,3 và ở trong tháng 5 này thì đang có rất là nhiều cái suy nghĩ về cái hướng tích cực hơn ở đó là tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ sẽ giảm dần xuống và nếu như tỷ lệ lạm phát này giảm dần xuống á thì nó cũng sẽ đưa ra những cái tín hiệu tích cực hơn cho thị trường đây là một cái điểm mà em thấy là nó cũng chưa có sự chắc chắn nhưng mà có có rất là nhiều người đang pull list khi mà à, suy nghĩ rằng và tháng 5 này nó sẽ có sự giảm thì trong vài tiếng nữa chúng ta sẽ có những cái thông tin liên quan đến là cái chỉ số lạm phát thì chúng ta sẽ thấy được những cái mức giá nó sẽ dao động ở trong thời điểm tới nha anh chị nhé Thì đối với thời điểm hiện tại chúng ta cũng có thể là phải quan sát thêm những cái thông tin liên quan đến CME gap thì đây cũng sẽ là những cái thông tin mà nó cũng sẽ bổ trợ chúng ta khi chúng ta trading. Anh chị thấy được là CME gap thì chúng ta đang có những cái khoảng gap đã được lắp rồi đó nó đã đã lấp một cái khoảng ghép trước đây rồi và ở dưới khu vực khoảng 28 mươi tám đô chúng ta vẫn còn một cái ghép dưới đây nữa thì à, khả năng để mà nó quay lại ghép á thì cũng không khó thì đối với cái thời điểm hiện tại chúng ta thấy được là nó đang cấu trúc giảm dần thì nếu như mà xấu đó chúng ta luôn luôn phải đặt ra những cái tình huống xấu anh chị ha thì nó sẽ có thể là quay trở lại rất cái ghép này nhưng mà đối với thời điểm hiện tại thì em vẫn tin rằng tin rằng chỉ số lạm phát À, sẽ có cái sự uh, giảm nhẹ đi và cũng như là giá cả sẽ được hồi lại và cũng như là có sự tăng trưởng nhất định để chúng ta có thể là kiếm lời ở trong thời điểm này và anh chị cũng phải cân nhắc thật là kỹ bởi vì thì trong trading thì rủi ro là luôn luôn có và để làm sao uh, để an toàn hơn thì anh chị luôn luôn phải đặt stop loss đó là cái câu chuyện mà em đã nhắc đi nhắc lại rất, rất 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 là nhiều lần rồi cho nên là hãy cẩn trọng trong việc chúng ta trading hàng ngày thì đối với thị trường crypto thì bitcoin đang có những cái xu hướng như vậy thì chúng ta hãy xem qua những cái thông tin khác À, những thị trường khác để chúng ta có những nhận định à, xoay quanh Bitcoin nó như thế nào Thì đầu tiên chúng ta hãy đi đến với một cái biểu đồ à, Một cái thị trường là S&P 500 Để chúng ta xem thử S&P 500 đang có những xu hướng thế nào Thì trước đây thì S&P 500 luôn luôn có những cái mức giá và khiến cho Bitcoin đi theo Chúng ta hãy xem qua ha Chúng ta thấy được là ở khu vực ngày trước thì có nói là đây là khu vực cản kháng cự anh chị ha thì nó đang bị đẩy giá xuống và chúng ta thấy được là nó đã có sự điều chỉnh và cũng như là rời khỏi khu vực kháng cự này và tiếp tục đi sâu hơn. Đó và có thể là nếu như à, chỉ số CPI mà xấu thì chúng ta có thể là gặp đến cái khu vực hỗ trợ dưới đây một lần nữa trước khi có những chuẩn bị tiếp theo. Thì à, anh chị thấy được là đối với nas đối với S&P 500 giảm sâu như thế này rồi thì chúng ta hãy xem thêm một cái nữa đó là Nasdaq để chúng ta xem là nó có giảm hay không thì đối với Nasdaq đến thời điểm hiện tại thì nếu anh chị nhìn qua, nhìn sơ qua chúng ta cũng thấy được là đó nó tương tự với S&P 500 thôi chúng ta thấy được là đây là một cái điểm rất là quan trọng sau sự phục hồi có sự điều chỉnh và nếu lần này nếu mà CPI có cái chuyển biến tốt thì khả năng nó sẽ tiếp tục quay trở lại cái khu vực kháng cự trước đó một lần nữa nha anh chị nha cho nên là bitcoin cũng tương tự như vậy thôi chúng ta cũng sẽ quan sát đối với chỉ số CPI những cái tin tức xung quanh ở thị trường bên Hoa Kỳ nếu như mà những tin tốt xảy ra chúng ta có thể là canh vào một cái lệnh long ở khu vực này thì đây là một cái phương án trading và anh chị không được xem là lời khuyên đầu tư hãy tham khảo nó và đưa ra quyết định của chính bản thân mình bởi vì tiền luôn luôn là tiền của anh chị và tụi em không được lợi và cũng như là cũng không có thu bất cứ khoản tiền nào đến từ anh chị cả cho nên anh chị hãy cân nhắc thật là kỹ anh chị nhé thì đó là những thông tin về khung ngắn hạn và cũng như là những cái phương án trade và cách để anh chị có thể là phòng ngừa rủi ro khi chúng ta trade ở trong cái khung thời gian cái khoảng giá phạm vi giá này nó rất là khó chịu thì bây giờ chúng ta hãy đi thêm về dữ liệu liên quan đến là dữ liệu dài hạn hơn của Bitcoin thì anh chị sẽ thấy được là câu chuyện là gì chúng ta sẽ đưa cái video chúng ta về khung tuần và anh chị thấy được là chúng ta đang có cái sự tăng trưởng màu xanh nhưng mà đã bị rút râu ở trong thời điểm hiện tại thì hãy nhìn về quá khứ một tí vào tháng 5 đó và tháng 5 24 tháng 5 và cũng như là 31 tháng 5 năm 2021 chúng ta đang có những cái nến ha chúng ta đang có những cái nến tương tự với thời điểm hiện tại đây, chúng ta đang có hai cây màu xanh tuần và sau đó một cây bullish thật mạnh và có những dấu hiệu đảo chiều đi xuống. Thì thời điểm hiện tại chúng ta cũng có hai cây nến giống y hệt phải nói là rất rất giống à, đối với khoảng tháng 5 năm 2021 này khi mà có sự à, bắt ngược sau những tuần giảm kéo dài thì chúng ta thấy được là nếu trong tuần tới mà những cái tín hiệu này nó quay trở lại và áp dụng từ quá khứ đến hiện tại chúng ta sẽ thấy được cái bài phân tích của em vào à, ngày hôm trước là sẽ có một cái cú bơm lên khoảng 33 34.000 đô ở trong tuần sau và sau đó là đến ngày khoảng 20 tháng 6 chúng ta sẽ thấy được cái lịch giảm. Thì đây là một cái chỉ báo liên quan đến là fibo time anh chị ha. Và nếu như dữ liệu này đúng chúng ta sẽ tiếp tục à, phân tích nó ở trong thời gian dài hạn hơn thì chúng ta hãy cứ quan tâm cũng như là tham khảo về những cái à, chỉ báo như thế này và cũng như là những cái chỉ báo này đã có những cái tín hiệu rất là tốt ở trong quá khứ rồi thì chỉ báo là vậy, chỉ báo chỉ là chỉ báo thôi là dự đoán thôi, cho nên là cái tỷ lệ đúng hoặc sai của nó thì nó cũng ở cái mức đó, 50 50 thôi. Nhưng mà nếu mà đúng lần một lần 2, lần 3 thì đến những lần sau đó chúng ta vẫn có thể là sử dụng và áp dụng được những chỉ báo này, nó rất là tốt cho những cái công việc chúng ta hold à, ở những cái khung dài hạn như thế này anh chị nhé. đó, thì một lần nữa nếu anh chị không biết Fibonacci, chúng ta nên sử dụng cái này thì anh chị có thể là sử dụng vào cái trend pay Fibonacci này, thì chúng ta sẽ sử dụng nó và cũng như là à, chúng ta sẽ kéo cái khoảng thời gian ra để canh những cái mức Fibo này à, có thể là chúng ta chốt lời, có thể là chúng ta à, DCA vân vân. thì đó là những cái thông tin mà em muốn cập nhật cho anh chị liên quan đến cái khung dài hạn, khung tuần à, của chúng. ta đối với Bitcoin anh chị ha thì trước khi đi đến với nội dung tiếp theo của video ngày hôm nay thì em muốn chia sẻ đến anh chị một vài cách để anh chị kiếm tiền Vào thời điểm hiện tại à, thông qua những cái sự kiện của Bybit và hiện tại thì Bybit đang có khoảng 3 cái sự kiện rất là hấp dẫn để anh chị có thể là quan tâm và kiếm tiền tươi nha anh chị nha. Thì đầu tiên chúng ta thấy được là 150.000 USDC đang chờ đối với việc chúng ta nạp và kiếm thưởng thông qua cái đồng DFI. Đây là cái đồng mới được niêm yết ở trên Bybit thì anh chị thấy được là sự kiện này sẽ diễn ra từ 5 giờ chiều ngày 1 tháng 6 cho đến là 7 giờ tối ngày 16 tháng 6 2022 ha giờ Việt Nam thì anh chị chỉ cần nạp ít nhất là 120 DFI thì anh chị sẽ được chia sẻ cái phần thưởng là 150.000 USDC và họ cũng có nói với anh chị ở đây là phần thưởng cuối cùng của bạn sẽ được tính dựa trên khối lượng nạp tiền. nghĩa là anh chị nạp càng nhiều thì anh chị sẽ được chi cái phần thưởng này càng nhiều nha anh chị nha. Thì anh chị có thể nạp vào anh chị bán nếu anh chị không muốn hầu đồng này tùy ý anh chị. anh chị cần nạp vào đây thôi là ok. Rồi tiếp theo một chương trình nữa đó là sự kiện mà đã kéo dài từ tháng 5 đến hiện tại thì nó dành riêng cho thị trường Việt Nam và cũng như là sự kiện này là một sự kiện rất là tốt để anh chị có thể là kiếm những khoản bonus à, thì anh chị có thể là đăng ký thứ nhất là đăng ký ở trong cái link này thì em để ở dưới video nhà anh chị ha thì anh chị đăng ký à, những vào nút đăng ký ngay này nè thì khi mà anh chị đăng ký thông qua đường dẫn của sự kiện này á thì anh chị sẽ nhận được 10 đô bonus 10 đô bonus nha anh chị ha Thì thời gian có hạn thôi Đến 30 tháng 6 là sự kiện này sẽ kết thúc Và khi mà anh chị có 10 đô bonus này Thì họ sẽ phát trong vòng 3 ngày Thì 10 đô bonus này anh chị có thể là dùng để chúng ta trade long short Rất là hấp dẫn đó Thì khi mà anh chị trade long short Thì anh chị sẽ kiếm được những cái khoản lợi nhuận Nếu như mà kiếm được tiền Thì anh chị có thể rút luôn cái tiền tươi ra nha anh chị nha à, Và cũng như là những cái sự kiện khác như là Anh chị nạp và giao dịch ít nhất là 50 đô volume nha anh chị nha thì anh chị sẽ nhận thêm 10 đô bonus nữa và cũng như là chương trình giới thiệu anh chị sẽ nhận được 20 đô bonus cho một người đăng ký dưới link đăng ký của anh chị đây là một cái điểm rất là hay thì ngoài chương trình đăng ký để nhận bonus này ra thì em sẽ cho anh chị thêm một sự kiện nữa em mới xin được từ Bybit thì anh chị sẽ sử dụng cái tính năng là Liquidity Mining có nghĩa là khai thác thanh khoản thì anh chị biết đến là AMM có nghĩa là anh chị sẽ tạo lập thị trường giúp Bybit tạo thanh khoản cho những người khác có nghĩa là anh chị nạp vào ở đây Ví dụ như là anh chị nạp vào ở đây là 5 Bitcoin thì anh chị sẽ được uh, cái phần lợi nhuận là liên quan đến cái phần chi phí giao dịch ha, anh chị ha. Thì họ cũng có hỗ trợ rất là nhiều như là anh chị có thể là thêm Bitcoin nè, anh chị có thể là thêm USDT nè, anh chị có thể là thêm cả cặp BTC với USDT luôn, tùy ý anh chị ha. Thì uh, cũng có thêm một cặp nữa là Ethereum và cũng như là Bitdao thì tùy anh chị nếu anh chị đang có những cái đồng nào trong đây thì anh chị cũng có thể là sử dụng qua tính năng uh, khai thác thanh khoản này của Bybit để chúng ta có thể là kiếm thì họ thể thì chúng ta thấy rồi là chúng ta đang có mức phí là zero là không phí nè ước tính API nè từ 4,9% đối với cái cặp Bitcoin này và ngoài ra thì anh chị cũng có thể là sử dụng đòn bẩy nữa nha ví dụ như là x2 hoặc là x3 thì cái uh, cái ít như thế này á, thì nó cũng sẽ có cái rủi ro về thanh lý ví dụ như ở cái mức là x3 á, thì giá thanh lý của anh chị sẽ là 14.000 đô đó thì nếu anh chị không muốn bị thanh lý thì anh chị cũng có thể là sử dụng không có đồng bẩy thì cái mức uh, thì cái mức mà lãi suất của anh chị mỗi tháng nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà nếu mà anh chị có cái đồng bảy thì cái mức uh, lợi nhuận mỗi tháng của anh chị sẽ cao hơn nhưng mà cái rủi ro nó cũng kèm theo chứ không phải là không anh chị ha. Cho nên anh chị hãy cân nhắc và cũng như là xem qua những cái khuyến cáo, những cái hướng dẫn bằng những cái video ở đây để anh chị có thể là hiểu hơn về cái tính năng này để anh chị kiếm tiền nha anh chị nha. Thì chỉ cần anh chị đăng ký uh, thông qua cái đường dẫn sự kiện này và cũng như là tham gia thêm vào cái khai thác thanh khoản thì anh chị có thể là kiếm được ngay 10 đô tiền tươi, không cần phải biết là số lượng của anh chị là nhiều cả chị chỉ cần là anh chị vào đây chúng ta tham gia là anh chị sẽ nhận được tiền anh chị nhé thì hãy trở lại với video nội dung tiếp theo của video ngày hôm nay thì anh chị thấy được là sẽ có những cái tin tức xung quanh và chúng ta cần phải quan tâm theo nãy là chỉ số liên quan đến là lạm phát rồi thì bây giờ chúng ta hãy quan tâm đến những tin tức xung quanh đó như là xét à, hoa kỳ đang điều tra phòng thí nghiệm terraform của docon à, và sự sụp đổ của ust thì à, đối với cái vấn đề này thì anh chị thấy được là trong thời gian vừa qua À, Luna thì đã có những cái uh, lỗi lầm rất là lớn đối với những nhà đầu tư của họ và cũng như là họ đang có những cáo buộc không chỉ riêng gì ở Hoa Kỳ mà còn cả ở những khu vực như là Hàn Quốc cũng đã bị kê cái đơn lên trên tòa án và cũng như là thời gian tới thì đâu còn phải đối mặt với những cái uh, cuộc hầu tòa sắp tới anh chị ha thì chúng ta thấy được là về những cái mức lãi suất họ đưa ra về những cái sản phẩm họ làm cũng như là những cái cách mà họ xử lý và cũng như là những chúng ta thấy được là cái sự bảo vệ nhà đầu tư nó thật sự á là không có thật sự là không có luôn và rất là nhiều người đã thu lỗ và thậm chí là mất hết tài sản của mình đối với dự án Luna này đó đối với Terraform này thì ở đâu còn chắc hẳn là cũng phải ở rất là đau đầu với những cái cuộc hầu tòa khi mà những nhà đầu tư và cũng như là những cái tổ chức đang cố gắng để kịp Uh, Terraform của con đó anh chị Thì trong thời gian tới thì nếu như cái Những cái diễn biến này tiếp tục xảy ra Thì em sẽ cố gắng để cập nhật đến thêm và anh chị Nhưng mà thật sự đến thời điểm hiện tại thì em vẫn Muốn uh, dành một cái lời khuyên bé bé Cho anh chị thôi Là bây giờ có la, ra những cái Luna V2 Hay là Luna C gì đó thì tuyệt đối anh chị không nên uh, mua và nắm giữ nha anh chị nha bởi vì á uh, những cái thông tin liên quan như là anh ta rửa tiền anh ta uh, thoải tiền từ dự án ra bên ngoài những công ty con á, nó liên tục là những cái thông tin những ngày qua chúng ta gặp và để mà an toàn á, thì tốt nhất là không nên đầu tư vào một cái uh, dự án mà đã có những cái sự mất uy tín như thế này nha anh chị nhé chúng ta hãy uh, cẩn trọng và cũng như là uh, có những cái phương án nào đó để chúng ta dự phòng rủi ro chúng ta không nên đầu tư vào những gì mà chúng ta thấy là nó rủi ro thì đó là thông tin liên quan đến Terraform của Dokwon Thì tiếp tục là thông tin uh, liên quan đến là Solana Thì em sẽ dịch ra để anh chị cùng xem cho tiện ha Thì Solana Venture, cái quỹ đầu tư mạo hiểm của Solana đã ra mắt uh, Đã ra mắt cái quỹ 100 triệu đô la tập trung vào các dự án Web3 ở Hàn Quốc thì anh chị biết là Solana là một cái mạng lưới mới rồi Nó mới đây thôi Nhưng mà nó có những cái bước phát triển rất là tốt khi mà Những dự án mọc ở trong những cái protocol đó, Rồi những cái dự án là như, liên quan đến NFT đến game à, Phát triển rất là mạnh ở trong cái mạng lưới của Solana Thì trong thời gian tới họ bắt đầu bỏ thêm 100 triệu đô để mà à, Hỗ trợ cho việc là tìm kiếm tài năng và các công ty khởi nghiệp Đổ mới ở Hàn Quốc thì anh chị biết thị trường Hàn Quốc Là một thị trường có cái lượng người quan tâm đến crypto rất là lớn ha cũng như là có rất là nhiều cái sàn giao dịch lớn nhỏ khác nhau ở thị trường Hàn Quốc là cái đầu tiên thứ hai á, là thị trường Hàn Quốc là một thị trường mà có cái tiềm năng phát triển về NFT và đặc biệt là game file bởi vì ở Hàn Quốc là một cái phải gọi là một cái nôi của uh, eSports nè đó về game thôi ha, game truyền thống thôi và đến thời điểm hiện tại thì game file cũng đang len lỏi về thị trường Hàn Quốc và cũng như là rất là nhiều người dân nhà đầu tư ở Hàn Quốc quan tâm đến game file thì đối với cái quỹ 100 triệu đô này để tập trung vào các dự án web 3 thì cũng rất là tốt Và cũng như là sẽ giúp cho Solana này có nhiều cái tiềm năng phát triển cái hệ sinh thái của mình nó rộng hơn Thì nếu mà anh chị không biết thì chúng ta có thể là sử dụng qua cái DeFi Lama này Để chúng ta theo dõi về những cái protocol, những cái cái chain khác nhau ha Thì anh chị vào đây, chị chọn vào cái mục chain này thì Chúng ta thấy được là trên thị trường có rất là nhiều cái chuỗi lớn nhỏ khác nhau Như là Ethereum, rồi PSC, John, rồi Avalanche, Solana, Polygon, Phantom vâng vân rất 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 nhiều cái chuỗi khác nhau thị trường nhưng mà chúng ta hãy xem qua một vài cái thông tin ở đây chúng ta thấy được là đối với Ethereum 495 protocol và cũng như là đang đứng đầu cái bảng xếp hạng này liên quan đến những cái cái chuỗi mạng lưới nha anh chị nha bởi vì Ethereum thì nó phát triển thứ nhất là lâu rồi thứ hai nó cũng được cái sự quan tâm và cũng như là à, được rất là nhiều cái dự án mọc lên ở trên đó ở trong quá khứ đến hiện tại thì cái à, tổng về cái total value lock của nó đang nằm ở cái mức là 68 tỷ đô 68 tỷ đô một số rất là rất là lớn nha anh chị nha. BSC à, BSC chúng ta sẽ quan tâm ở đây một tí BSC 403. Có nghĩa là chỉ thu với Ethereum một tí thôi thì tại sao đối với BSC thì ở đây chúng ta thấy được là total value lock của họ chỉ có 7,98 tỷ. Thì câu hỏi này á, nó rất là dễ để trả lời cho anh chị bởi vì á, riêng BSC trong cái thời điểm vừa qua contract mọc lên rất là nhiều. Bởi vì sao phí giao dịch rẻ nè ở tạo dự án uh, protocol nhét vào trong bsc nó không có khó cho nên chúng ta thấy được là uh, những cái dự án scam mọc ở trên bsc cũng rất rất nhiều và cũng như là đối với cái total value lock này á, thì nó có phản ánh được phần nào đó là những cái dự án trên bsc hiện tại có rất là uh, nhiều dự án nó không chất lượng và cũng như là không đảm bảo yếu tố để chúng ta đầu tư vậy thì chúng ta hãy nhìn vào solana đây là một cái chuỗi, một cái hệ sinh thái nó cũng mới thôi. Chúng ta thấy được là chỉ có 68 cái protocol đang mọc về chạy ở trên Solana thôi, nhưng mà nó đã có tới là 3,74 tỷ đô. 3,74 tỷ đô nha chị nha. Nó khác biệt hoàn toàn so với những con số vài trăm ở trên này, vài trăm vài trăm ở trên này, nhưng mà nó cũng không có quá là không có quá là thu hút về cái dòng tiền, nhưng mà đối với Solana chỉ có 68 cái thôi và nó đạt tới cái số là 3,74 tỷ đô thì đây là một con số khá là phải đáng quan tâm ở trong thời gian dài. Và riêng Solana em thấy đây là một cái mạng lưới mà trong thời gian dài hạn thì nó sẽ không kém cạnh bất cứ bất cứ cái chuỗi nào trên thị trường đâu cho nên là anh chị hãy quan tâm đến Solana ha. Khi mà có những cái mức giá nào nó đẹp chúng ta có thể là nghiên cứu và đầu tư dài hạn. Và một lần nữa tất cả những nội dung ở trong video ngày hôm nay đều không được xem là lời khuyên đầu tư anh chị nha. Và cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này thì anh chị hãy để làm nút like và cũng như là nút subscribe Để ủng hộ team và sẽ giúp team có thêm động lực à, Tìm kiếm những thông tin thật là hay Tìm kiếm những cái dự án thật là tốt Để anh chị có thể là nghiên cứu, đầu tư Và kiếm được lợi nhuận ở trong thị trường Đầy rủi ro Crypto này anh chị nhé Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị Trong những video lần sau